tử vi thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022 tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 âm lịch ngày Giáp Thìn tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần xung ngày Nhâm Tuất Canh Tuất canh Thìn xung tháng Mậu Tý Canh Tý 1 tuổi Tý ngày 20 tháng 6 năm 2022 người tuổi Tý có một ngày sự nghiệp phát triển thuận lợi có tam hợp phù trợ bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra thậm chí trở thành tấm gương cho người khác. Thứ hai này còn là ngày thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác bạn hàng đáng tin cậy giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Thổ khắc thủy cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu dạn nứt. Đừng lấy lý do mình đã quá vất vả vì sự nghiệp để bỏ lỡ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian cho những người thân yêu trước khi quá muộn nhé. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh dương quý nhân phù trợ, sửu, thìn, thân. Hai, tuổi sửu ngày 20 tháng 6 năm 2022 dưới tác động của cục diện tương phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi sửu bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc bên cạnh đó con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng đặc biệt là những người mình không hiểu rõ càng là kẻ nhiệt tình hay nói lời bùi tai thì lại càng có khả năng là người có mưu đồ xấu hơn chính tài cho thấy bạn không nên quá sốt sắng trên con đường làm giàu Trước hết, bạn cần chú ý rèn luyện việc chi tiêu có kế hoạch. Chỉ cần không phung phí thì mức lương trung bình cũng giúp bạn có một cuộc sống thoải mái, đủ đầy. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3 tuổi dần ngày 20 tháng 6 năm 2022 tỷ kiên dẫn lối, người tuổi dần luôn có chi hướng rõ ràng và quyết tâm bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch đã đặt ra từ trước, song nhiều khi. Bạn cần học cách lắng nghe lời khuyên hoặc chỉ dẫn của người khác. Nếu muốn con đường thăng tiến của mình giảm đi những phiền phức không đáng có, bạn cần thay đổi tính cách độc đoán, cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc sẽ giúp bạn nhận ra nhiều vấn đề còn tồn tại trong cách làm của bản thân. Mộc khắc thổ khiến con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây quý nhân phù trợ, ngọ tuất hợi. 4. Tuổi Mão ngày 20 tháng 6 năm 2022 bói tử vi trực tuyến tam hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Nhờ việc phát hiện ra những điểm mạnh riêng của bản thân mà bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn. May mắn hơn, trong ngày thứ hai. Quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Khi có cơ hội học hỏi những điều hay từ người ấy, bạn hãy trân trọng nhé. Mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình, chớ nên ích kỷ chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên mà bỏ qua cảm xúc, suy nghĩ thực sự của đối phương giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu quý nhân phù trợ, dần. Thìn, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 20 tháng 6 năm 2022 người tuổi thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện tự hình. Bạn cho rằng tự mình có thể giải quyết mọi chuyện nên việc hợp tác hoặc lắng nghe lời khuyên của người khác là hoàn toàn không cần thiết ngoài ra bạn cũng sẵn sàng tranh cãi gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn dù bạn đã từng đạt được những thành tích cao trong công việc đi nữa thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình bạn không thể nào biết rõ mọi chuyện Ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn bạn và xứng đáng để bạn học tập. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, vàng, xám quý nhân phù trợ, tí, thân, giàu. 6. Tuổi tị ngày 20 tháng 6 năm 2022 thực thần đem lại cơ hội làm giàu cho những người tuổi tị làm nghề tự do. Chỉ cần bạn không ngại vất vả thì bạn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan thậm chí khiến mọi người xung quanh phải ghen tị. Con giáp này nên mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác nếu muốn tìm kiếm được nhiều cơ hội làm ăn hơn nữa. Hoạt động xã giao là vô cùng cần thiết và đem lại nhiều ích lợi, bạn chớ nên trốn tránh việc này. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là trốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với người thân để mọi người cùng nhau tháo gỡ. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, ngọ, mùi thân. 7, tuổi ngọ ngày 20 tháng 6 năm 2022 hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn cảm thấy tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc bởi bạn tin rằng dù có gặp khó khăn thì xung quanh cũng luôn có người giúp đỡ trong gia đình bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng song hai người đều không nghiêm trọng hóa vấn đề khiến không khí gia đình căng thẳng xem ngày tốt xấu theo trực trực khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ an táng vì thế, bản mệnh hãy sắp xếp công việc phù hợp thực hiện vào ngày hôm nay để gặp nhiều may mắn. Giờ tốt, 3 giờ 5 giờ màu sắc cát tường, tím, hồng quý nhân phù trợ, dần, mùi tuất. 8. Tuổi mùi ngày 20 tháng 6 năm 2022 chính tài độ mệnh, người tuổi mùi có một ngày tài chính dư giả, bất kể bạn làm trong lĩnh vực nào đi nữa người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng vì thành tích đạt được người làm ăn kinh doanh nhận được tiền lãi tiền lời tuy nhiên dù túi tiền có rủng rỉnh đến đâu đi chăng nữa bạn cũng chớ nên chi tiêu hoang phí hãy luôn nhớ để dành một khoản nhất định đề phòng những sự cố bất ngờ như vậy thì đến khi rơi vào hoàn cảnh đó bạn mới không bối rối hoang mang nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ hai này, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Tránh được những rắc rối không đáng có. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cát tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, mão, tị, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 20 tháng 6 năm 2022 tam hợp phù trợ cho người tuổi thân, giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Bạn có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn. Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay, tuy nhiên, bạn vẫn không được chủ quan, lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn cần ôn luyện kỹ càng trước đó. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Khi tình yêu gõ cửa, bạn nên mở rộng lòng mình. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cát tường, bạch kim, vàng quý nhân phù trợ tí, thỉn, tị. 10 tuổi dậu ngày 20 tháng 6 năm 2022 tử vi cá nhân hàng ngày nhị hợp khiến người tuổi dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu còn chưa chắc chắn, hãy thử hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu để không vướng vào chuyện thị phi. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng trước khó khăn thử thách, đồng thời là bến đỗ cho bạn mỗi khi mệt mỏi. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tị. 11, tuổi tất ngày 20 tháng 6 năm 2022 cục diện tương xung khiến công việc của người tuổi tuất liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách trốn tránh, đổ tội cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào bẫy kẻ xấu răng sẵn khiến tiền bạc suy giảm tốt nhất hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn trong ngày thổ vượng bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực hãy nhớ rằng chỉ khi có sức khỏe đầu óc minh mẫn thì bạn mới làm việc đạt được hiệu quả cao Giờ tốt 3 giờ 5 giờ màu sắc cát tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12 tuổi hợi ngày 20 tháng 6 năm 2022 thổ khắc thủy, người tuổi hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen. Nếu quá dễ dãi, bạn sẽ tạo ra hậu quả đáng tiếc những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn tránh ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc cá nhân muốn xây dựng gia đình hạnh phúc bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và nghĩ đến người thân trước khi làm bất cứ việc gì trên phương diện sự nghiệp thiên ấn giúp người tuổi hợi tìm được những cơ hội để tỏa sáng bạn luôn đưa ra được những cách giải quyết thông minh ngay cả khi đối diện với những công việc tưởng chừng đã rơi vào bế tắc Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dần, mão. Mùi